Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, như chúng tôi đã dự báo, trong đêm nay và ngày mai là thời điểm giải hội tụ nhiệt đới, nguyên nhân chính gây ra mưa tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động với cường độ khá mạnh. Nhiều điểm sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong đó thì khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục là những nơi được cảnh báo là sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, cho nên người dân cần đặc biệt lưu ý. Vùng đồng bằng ven biển từ Quảng Ninh trở vào cho đến Thanh Hóa có nguy cơ sẽ xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp. Do có mưa nhiều nên mức nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Bộ chỉ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ, trong khi đó các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng không vượt qua ngưỡng 32 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do nằm ở rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới nên mưa xảy ra ít hơn, chủ yếu là những cơn mưa rào và dông vào lúc chiều tối và đêm. Còn vào ban ngày trời vẫn có nắng nhưng xen kẽ là những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ cũng giảm hẳn đi so với những ngày trước đó. Tuy nhiên trời vẫn khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Trở vào phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang là nơi có mưa nhiều, giải hội tụ nhiệt đới ở phía Bắc hoạt động mạnh cũng là nguyên nhân khiến cho gió Tây Nam tại đây hoạt động mạnh hơn về cường độ. Cho nên trong ngày mai và cả những ngày tới, trời vẫn có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, vùng mưa lượng lớn tập trung chính tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ với những điểm có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh, cho nên người dân cũng cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực này không cao, phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, như vậy là trong những ngày tới, nhiều vùng trên cả nước được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn, không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông đi lại, mà ngay cả những hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con cũng bị ảnh hưởng. Đối với nhiều loại cây trồng thì rau màu có lẽ là một trong những loại cây dễ chịu ảnh hưởng nhất khi có mưa bão xảy ra. Đặc biệt nếu bị ngập sâu trong nước, cây dễ bị thối, không thể hồi phục, dẫn đến mất trắng. Vì vậy, biện pháp quan trọng nhất sau khi có mưa lớn là bà con cần tập trung tiêu úng kịp thời bằng cách bơm nước tiêu úng, khơi thông dòng chảy, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ. Với ruộng ngập thời gian ngắn và cây rau còn nhỏ có khả năng phục hồi, thì bà con cần phun các loại thuốc phòng trừ nấm hại theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông tại địa phương để phòng trừ nấm lở cổ rễ, kết hợp chế phẩm siêu lân, chăm sóc bổ sung, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi, giúp cây nhanh phục hồi. Đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng cho thu hoạch, cần vệ sinh đồng ruộng, chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại, ưu tiên những loại rau ngắn ngày, rau ưa nước để trồng trong mùa mưa. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh, khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động từ 22 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 88 đến 93%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh, khả năng có lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 88 đến 93%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông và sạt lở đất ở vùng núi. Còn phía Nam thì sẽ có mưa rào rải rác, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 91%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 3, cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam mạnh cấp 3, cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.